tôi xin lỗi. Làm ơn hãy tha cho tôi. Thái độ lồi lõm và khinh người của mày đâu rồi hả? Đứng con mẹ mày dậy đi. Tao bảo mày đứng dậy cơ mà. Làm ơn giúp tôi. Họ sẽ giết tôi mất. Mày nhìn cái chó gì? Không, tao bị mù. Tao chả nhìn thấy cái gì cả. Từ từ, khoan đã. Thằng đần này, mày mà còn cầu xin kỹ như thế một lần nữa là mày phải xin lỗi bọn tao đấy. Anh có tin gì mới cho tôi chưa, Majima-chan? Ông muốn tôi tìm cái gì đây? Đi loanh quanh thành phố này thôi à? Tôi chả nghe được cái gì về vận tê trong tên ta Chibana cả. Tất nhiên là không rồi. Anh làm sao tìm được hắn khi anh thực sự không cố gắng hết sức để đi tìm hắn chứ? Cách duy nhất để anh sống tiếp là tìm được cô gái đó và tặng cô ấy một viên vào đầu. Tôi tưởng chúng ta đã nói rõ ràng với nhau về điều đó rồi. Cũng đã gần hết một ngày kể từ khi Makoto Makimura rời khỏi Sotenbori. Nếu chúng ta rút được cô ta từ công ty địa ốc Tachibana trở về, thì chúng ta sẽ mất dấu cô ta mãi mãi luôn. Nếu mà dấu vết của cô ấy biến mất mãi mãi, thì xác của anh cũng thế. Anh hiểu điều đó chứ? Hiểu. Vậy có phải anh cần đặt nhiều động lực vào chuyện này không hả Hổ? Tôi đang phải chịu sự tanh tưởi, chật trội khi ở trong căn phòng này đấy. Người của tổ chức Omi mà bước đi khệnh khạng ở Kamurocho này thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Vậy nên anh chính là tai và mắt của tôi ngoài đấy đó. Thế tại sao ông không gọi cho Shimano nói sự thật rằng ông đã tóm trượt cô gái ấy? Không được, Shimano chưa nghe về chuyện này. Cô gái này là vấn đề của chúng ta cần giải quyết. He, đừng hiểu nhầm tôi nhé. Tôi không sợ Shimano hay gì cả. Nó chỉ là vấn đề về chính trị trong bang thôi. Là một người của nhà Omi, tôi không thể để cho Shimano thấy sự yếu kém của bản thân tôi trong công việc. Tại sao lại như thế? Công việc với Makoto Makimura là hợp đồng chung giữa gia tộc Omi danh giá và Shimano. Omi đã giao kèo với Shimano rằng nếu lấy được mảnh đất trống đó thì sẽ được 10 tỷ yên. Cái quái gì cơ? Omi đã chú ý đến phần thưởng lớn tại Kamurocho. Mảnh đất đó là nền tảng của một dự án phục hồi Kamurocho. Nếu mà Omi có trong tay mảnh đất đó, họ có thể chiếm toàn bộ miếng bánh béo ngày đấy mà Toyo chỉ biết đứng nhìn. Sau đó vấn đề chỉ còn là thời gian để tổ chức Omi có thể đóng quân sâu vào bên trong Kamurocho mà Toyo không hề hay biết rằng họ đang dần bị đánh bại. Họ sẽ có lại 10 tỷ và đó chỉ là vấn đề thời gian. Thì sao? Shimano định chơi gia tộc Toyo à? Ông ta sẵn sàng chiếm mảnh đất trống đó dù biết nơi đó đã nằm trong kế hoạch của họ sao? Đúng vậy. Shimano muốn kết thúc trò chơi bằng cách sử dụng một quân đội tinh nhuệ từ Omi để chiếm đoạt toàn bộ gia tộc Toyo. Ông ta muốn nó cho riêng mình. Ông ấy chia bánh cho Omi ở tại Tokyo này chỉ để đổi lại được ngồi lên ngai vàng của gia tộc Toyo. Khi thời khắc đó đến, Shimano và Omi sẽ làm việc với nhau về cách ăn chia Kamurocho ra sao. Nếu tôi tỏ ra yếu kém vào lúc bây giờ, thì tôi sẽ khiến tâm lý của Shimano bị gục dốc. Tất nhiên là ý Shimano muốn chọn anh để giết cô ấy, nên tôi phải nói rằng tôi và ông ta có tội trong việc để làm mất cô ta. Khoan đã, nếu như ông ta chỉ cần mảnh đất ấy, tại sao ông lại phải giết cô ta làm gì? Giết Makoto thì sẽ không sang nhượng được mảnh đất đó cơ mà. Shimano đã có cách giải quyết cho việc đó. Tôi có đề nghị ông ấy chỉ mảnh đó, nhưng tất cả những gì ông ấy nói là khi nào cậu phải nhìn thấy điều đó thì mới tin được. Và dù có là lý do gì đi chăng nữa thì người đứng đầu tổ chức Omi đã tham gia vào sới và chuẩn bị cho buổi diễn của ông ấy.
Shimano là một thằng bị luôn nảy ra những điều kinh ngạc. Còn ông sẽ được gì sau vụ này thế? Phải có phần thưởng gì đó cho ông sau vụ này phải không? Đúng, Kamurocho sẽ là phần thưởng của tôi hoặc là quản lý một nửa tổ chức Omi. Lúc trước, ông nói với tôi là Shimano chả bảo gì ông cả. Giờ những điều ông vừa nói nó cứ chả giống nhau thế nào ấy. Chỉ là thông tin gì anh cần biết thì sẽ được biết cơ bản thế thôi. Tình thế này bắt đầu phức tạp rồi, anh không thấy thế à? Tôi nghĩ giờ giải lao của anh đủ rồi đấy, Bodomajima. Tới cuối ngày rồi mà chúng ta vẫn chả có manh mối gì về Tachibana và cô gái đó thì anh cứ liệu hồn đấy. Nếu giờ anh đang không có manh mối gì thì cứ bắt đầu từ con phố Champion trước xem. Tôi sẽ phải tìm cái gì ở đó. Tôi được biết người của Tachibana cho đến bây giờ vẫn hay ra vào khu vực đó. Nó không phải là tin mới, nhưng sẽ có điều gì đó cho anh khi anh tới đó. Vậy là người của Tachibana được nhìn thấy ở phố Champion. Một nơi cũng ổn để tìm manh mối vào lúc này, mình sẽ ghé qua đó. Được rồi, mình đã tới phố Champion, không biết người của Tachibana còn loanh quanh ở đây không nhỉ? Anh muốn cái gì? Tôi nghe nói là có mấy thằng thuộc công ty Tachibana lẫn vẫn quanh đây. Anh có thể cho tôi chút thông tin được không? Anh lại là một thằng ở trong gia đình nào đó à? Không phải, tôi không phải giang hồ. Được rồi, sao cũng được. Nhưng tôi không thấy bất cứ người nào thuộc Tachibana xung quanh đây cũng được vài ngày rồi. Chỉ có thêm mấy tên giang hồ lẫn vẫn đây thôi. Chúng tôi cũng muốn biết bọn họ đang làm cái gì, nhưng có vẻ là công việc lần này chuyển biến khá xấu hay sao ấy, theo tôi nghĩ là thế. Nó tệ đến mức nào? Tôi nghe được là gia đình Dojima đang truy đuổi họ, tôi cũng không biết rõ chi tiết nữa. Được rồi, cảm ơn ông bạn. Mình đã thử hỏi và không có đầu mối, cô ấy ở chỗ quái nào được chứ? Đúng là anh rồi, Majima-san. Các anh chắc là ở gia đình Shimano à? Tôi nghe được tin từ mấy thằng đệ là anh trở lại thành phố này rồi à. Tưởng anh phải bị một tuần ở Sotenbori vào lúc này rồi chứ. Tại sao lại có một người bị gia đình xóa sổ rồi, lại đi quay trở lại Kamurocho này làm gì thế? Tôi rất tò mò được nghe về điều đó. Chúng ta qua văn phòng của tôi để nói chuyện. Xin lỗi nhưng tôi đang có việc bận tí. Tôi chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho anh vào lần tới, nếu tôi có ghé qua địa bàn của anh chơi được chứ. Đó không phải là câu trả lời chúng tôi muốn nghe. Anh bạn à, với cả công việc này anh không được phép đi lại ở đây. Tôi cũng chả nhận được cuộc gọi nào từ ông chủ về việc anh được phép thả rông thoải mái ở đây. Sao anh cứ im lặng như thế, sủa gì nghe chơi coi. Chỉ ngạc nhiên khi mấy thằng hay đi liếm giày của chủ.
lại có cái quyền lên giọng với tao. Khi nào thì chúng mày mới hiểu bọn mày không cùng đẳng cấp với tao hả? Mày còn dám hỏi sao? Đó là khoảnh khắc mà mày đứng lên đòi tiên chiến với cả gia đình đấy, thằng đầu bờ. Chật, lại có thêm nữa hả? Anh chả thay đổi gì cả Majima-san. Thử, tôi cũng mong anh trừng trị thẳng tay mấy thằng trẻ trâu này một bài học. Để bù đắp cho sự thô lỗ của bọn trẻ trâu kia, tôi sẽ là người hộ tống anh đi. Tôi vừa nói với bọn nó rồi, vào lúc này tôi đang rất bận. Ông Shimano muốn gặp anh đấy. Cái gì cơ? Nếu mà hiện giờ anh đang có công việc quan trọng hơn thì bọn tôi sẽ cứ để anh làm việc đó. Nhưng cả hai chúng ta đều biết câu trả lời sau việc đó là gì rồi, phải không? Anh không động đến một giọt nào sao Majima? Anh đã ngừng uống rượu rồi sao? Futoshi Shimano, trưởng lão của gia đình Shimano, công ty con thuộc gia tộc Toyo. Không, thưa ông. Đừng có rung như cầy sấy như thế chứ. Tôi chỉ muốn bàn một chút về công việc thôi. Lời mời đột ngột thế này là tệ nhất đấy người anh em à. Sagawa, đừng có trở nên xa lạ như thế. Nếu mà anh muốn vào chơi ở cái thành phố này thì việc đầu tiên là phải đến diện kiến tôi chứ. Giờ tất cả chúng ta đều đã ngồi yên vị rồi. Đây sẽ là lần đầu tiên tôi có cảm giác được tận hưởng vị đồ uống trong một lúc rồi đấy. Vậy, cuộc ngồi xuống này về cái gì vậy, người anh em? Chả phải anh phải có câu trả lời rồi sao? Người anh em, sao anh không nói cho tôi biết điều gì mà đã mang anh tới tận Kamurocho này thế? Được rồi, anh Thắng, anh muốn tôi nói chứ gì? Anh cũng biết rồi mà, nếu không anh cũng chả thèm mời tôi tới cái bữa tiệc thịnh soạn như thế này đâu nhỉ? He he he. Makoto Makimura đã trốn khỏi Sotenbori rồi. Ngay bây giờ đây, có mấy tên thuộc bất động sản Tachibana đã nắm giữ được cô ta và mang lên thành phố Kamurocho này rồi. Đấy chẳng phải là một cú quay xe ngoan mục sao? Nhưng mà, cứ thư giãn đi, mọi thứ vẫn đang diễn ra như đúng kế hoạch. Ông nói sao? Ý ông là sao? Tôi sắp làm đầu anh nổ tung đây này Majima. Lý do tôi gửi anh đi ám sát Makoto Makimura là bởi vì tôi biết anh không thể làm thế. Hả? Ê, cái quái gì thế? Anh có nhận ra điều đó không Majima? Tôi thậm chí còn hiểu anh hơn cả bản thân anh đấy. Tôi là...
Tôi có thể hình dung ra bức tranh đó. Anh được lệnh giết một cô gái, nhưng anh lại giấu cô ấy đi một nơi nào đó an toàn hơn, phải không? Đó chính xác là điều tôi muốn anh làm. Ông đang nghiêm túc đấy à? Anh sẽ cần giải thích cho tôi nghe đấy, người anh em. Trước khi tôi làm điều đó, các anh đã đến xem mảnh đất trống đấy chưa? Hả? Mảnh đất trống đấy là miếng thịt kẹp giữa ranh giới của hai miếng bánh gối, khu phố Shichifukun và đại lộ Taihei. Và hiện giờ miếng thịt đó là cuộc chiến trong toàn nội bộ gia tộc Tojo, chỉ để mong được giành lấy nó. Dojima đã đổ cả đống tiền vào dự án tái sinh Kamu Dojo, và mảnh đất trống đấy là sức mạnh để có thể chiếm lấy toàn bộ dự án như đã thỏa thuận. Thử đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu Sohei Dojima có được mảnh đất đó. Lợi nhuận mà gia tộc Tojo kiếm được phải đâm đến thủng cả mái nhà, và họ sẽ biến Sohei trở thành vị chủ tịch tiếp theo. Đó là điều chắc chắn. Nếu một thằng ít não, nông cạn như hắn mà quản lý cả cái cuộc chơi này, thì gia tộc Tojo coi như chấm hết. Ngay lúc này, chi trưởng nhà hắn, tên Kazama đó đang cố gắng hết sức để ngăn chặn điều đó. Kazama? Shintaro Kazama sao? Đúng một cuộc nhập cực lớn trên tồn tại trên cái trái đất màu xanh này. Hắn chính là tên gây trở ngại đứng giữa ta và quyền kiểm soát lấy toàn bộ gia tộc Tojo. Hiện tại người trong chừng con bé đó là thằng con lợn Kazuma Kiryu từ công ty bất động sản Tachibana. Thằng bé đó cũng là đệ tử của tên Kazama đấy. Kazuma Kiryu? Ngay cả tên Kazama đó còn không thể công khai chống lại Dojima. Đó là lý do tại sao tên đó sử dụng con tốt của mình ở Tachibana đó để chiến đấu thay theo cách ủy quyền. He, anh cũng không dễ dàng gì nhỉ, người anh em. Nếu hồi trước gia đình không là một nhánh trong gia đình Dojima, thì giờ gia đình Shimano đã có thể chỉ đạo trực tiếp gia tộc Tojo rồi. Vậy nên giờ anh không thể chĩa súng vào Sohei được, phải chứ? Vậy nên anh đã sử dụng Majima đây, một cái tên đã bị gạch khỏi danh sách của gia đình, để công việc được thuận tiện hơn, phải chứ? He, tôi có tội. Vậy trò chơi của anh là gì? Tại sao lại cử Majima đi ám sát, nhưng thực sự là không được ám sát Makimura thế? Để chiếm lấy sự tin tưởng từ cô ta, sự tin tưởng tuyệt đối, chứ không phải thỏa thuận theo kiểu chờ búa. À, tôi hiểu rồi, tình yêu à. Đúng như vậy, đối với cách nhìn của con gái, thì không có một người đàn ông nào cô ta tin tưởng hơn là một người đàn ông được cử đến để ám sát cô ta nhưng lại không làm vậy, mà còn cứu lấy cô ta. Nếu chúng ta nắm giữ được điều đó, cô ta sẽ nghe theo bất cứ cái gì anh muốn cô ấy làm theo, ngay cả việc phải bán mảnh đất đó cho tôi. Một người phụ nữ sẽ làm bất cứ thứ gì cho người đàn ông mình yêu. Thử, tôi đoán là tình yêu thật mù quáng với cô ta. Và không chỉ như thế, tôi có một lý do khác cần Makoto Makimura ẩn mình lâu thêm chút nữa. Và đó là gì thế? Phải xả hết tất cả những đám lâu la của Kazama đang còn ve vãn trong gia tộc Tojo. Cần phải biết ai là người chống đối trước khi tôi lên nắm quyền lãnh đạo. Và sẽ không lâu sau khi cô bé đó mất tích, sẽ có một con chuột bò lên từ miền nổ Tojo. Đó là tổ chức Nikkyo khốn kiếp đó, thằng Sera. Anh đã thanh toán con chuột đó rồi đấy, tên Sera đó, Majima à. Tôi còn không có manh mối gì về việc Sera đã kết nối với Kazama cho tới khi anh khai sáng chuyện đó. Tôi đảm bảo cái gã đó không còn là rắc rối nữa đâu. Không, hắn vẫn còn đang ở đấy. Có tin báo rằng hắn đã lên thành phố Kamurocho rồi đấy. Cái gì? Chắc chứ? Nó tốt hơn là nên như thế. Cũng chưa đến lúc chúng ta cần giết hắn. Giờ tôi đã biết hắn có Kazama hỗ trợ sau lưng. Tôi có thể sử dụng nước Kyo để đâm ngược lại Kazama. Majima, anh không cần phải giết Makoto Makimura nữa. Sao cơ?
Mệnh lệnh mới của anh là lấy cô ấy từ tay công ty bất động sản Tachibana và sau đó đưa về đây cho tôi. Với tư cách là một vị khách đặc biệt, tôi sẽ mua mảnh đất đó của cô ta với cái giá nhiều tỷ yên. Nếu anh làm được điều đó, anh được phép quay trở lại gia tộc Toyo. Quỷ thật, tôi còn ném cô gái đó cho anh như một phần thưởng khuyến mại xứng nhé. Chẳng phải anh cần ở đó à, con đàn bà xảo quyệt bé nhỏ đó. Dù sao cũng xin lỗi phải kéo anh về lại thực tế. Hiện giờ chúng tôi còn không có thông tin là cô ấy ở đâu. Nếu đây là một trò chơi đã có trong sách hướng dẫn của anh, thì cho chúng tôi xin một tí chỉ dẫn được không, người anh em? Cái gã đang cùng cô ấy chạy rong quanh cái thành phố này là một người thuộc Tachibana, tên là Kiryu. Nếu anh tìm thấy người anh em cắt máu ăn thề Nishikiyama của thằng nhóc đó, thì hắn sẽ dẫn anh thẳng tới chỗ Kiryu. Nishikiyama cũng là một trong những đứa con mồ côi của Kazama. Hắn hay thường xuyên ghé qua văn phòng gia đình nhà Kazama. Chật, đúng quả là một ngày tuyệt tờ lờ vời. Nhưng này, may mắn cho anh rồi Majima nhỉ. Anh không phải giết cô gái đó nữa. Anh còn được quay trở lại gia tộc Toyo kìa. Nếu như chưa đến lúc anh lại đi phá hỏng mọi thứ. Tôi phải nói anh đúng là một nhà cứu chữa cho mọi việc. Giờ là kết thúc hạnh phúc đến với tất cả mọi người có liên quan phải chứ? Thấy không, tôi đã bảo anh đây là tin tốt mà Majima nhỉ. Chỉ là một tên hề chết tiệt trong khoảng thời gian qua. Thôi nào, vui lên nào. Nếu mày thấy bực mình mỗi khi mà mày thua, thì đừng có chơi pha chim cô nữa. Im mẹ mồm đi. Ê. Ê thằng đầu cờ, tao bảo tự đảm. Trời, gã này nhìn không ổn đâu. Thằng ngu, đấy là giang hồ đấy. Mày đâm vào tao mà thậm chí còn không xin lỗi à? Tao chả quan tâm cho lắm. Gì cơ? Mày cứ làm bất cứ cái gì mà mày muốn. Thật đấy à? Được rồi, tao cũng muốn thử. Ồ, cho tao tham gia với. Tao sẽ là thằng hề cho chúng mày. Cứ tới đây đi. Cứ loanh quanh đây cũng chả giúp gì được mình cái gì cả. Mình phải đi tìm cô ấy. Mình sẽ bắt đầu tìm tên Nishikiyama đó ở văn phòng của gia đình Kazama. Bắt hắn phải khai ra Kiryu hiện đang ở đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
văn phòng gia đình Kayama. Đây là nơi mà tên Nishikiyama đó thường hay lui tới đây. Mình chắc là sẽ phải hạ tất bọn họ dù cho hắn có ở trong đó hay không, sẵn sàng chưa đây? Làm việc cờ này thôi. Ê, khoan đã, anh là thằng quái nào? Tên là Goro Majima, Nishikiyama của gia đình Dojima có ở đây không? Ừ, anh là bạn của Nishikiyama à? Không, chúng tôi muốn hiểu biết về nhau thêm thôi. Ừ, đây là một trò đùa đấy à? Anh muốn hiểu nhau thêm về cái gì? Tôi hiểu được là Nishikiyama đang không có ở đây nhỉ? Im cái mõm lại và rời khỏi đây đi. Anh nghĩ đây là nơi quái nào chứ? Tao nói là biến đi, thằng khốn. Đủ rồi, đấy là Majima. Anh ta hơn trình độ của các anh đấy. Majima, từ đã. Có phải Goro Majima không? 3 năm trước, gia đình Shimano đã khiến anh ta biến mất khỏi bản đồ. Nhưng rồi anh ta lại đang hiện hình ở đây. Và ông là ai? Tôi là đội trưởng của gia đình Kayama. Tên là Kashiwagi. Anh có công việc gì với Nishikiyama à? Không phải việc của ông. Hãy cứ cho tôi gặp Nishikiyama đi. Và có lý do nào đó mà tôi được quyền nghe không? Ông nói gì? Anh đã bị xóa sổ khỏi gia tộc Toyo. Anh không được chào đón ở đây. Nói chuyện đủ rồi. Điều mà tôi muốn ông phải nôn ra thằng Nishikiyama hiện giờ đang ở đâu. Nếu như ông thông được cái não chim rồi, thì tên đó giờ đang ở đâu? Nishikiyama hay là Kiryu, thì tôi cũng không giao họ ra cho anh đâu. Cứ để xem. Anh em cứ ở đây nhé. Thằng này là việc của tao. Majima, theo tôi, chúng ta làm việc này ở ngoài. Đây là văn phòng chúng tôi và không được đánh nhau ở đây. Tôi không muốn thấy máu của anh vương vãi làm dơ bẩn nơi này. Ừ, tôi cũng ghét vương vãi máu vào những đồ dùng văn phòng cũ kỹ này lắm. Được thôi, thế nào cũng được. Chúng ta đang ở đâu đây? Đây là tòa nhà tôi phải trông giữ hồi trước. Tôi được trở lại, sử dụng nó bất cứ lúc nào cũng được. Một nhân viên vệ sinh xuất sắc, xác chết mà ở đây thì sẽ được dọn dẹp sạch sẽ trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Hè, ông chắc là ông muốn solo không thế? Không quá muộn để gọi hỗ trợ đâu. Hoặc ông có muốn gọi một đội kỵ binh đến hộ giá không? Thế thì còn vui vẻ gì nữa. Tôi luôn muốn có cơ hội để được thử một chọi một với anh. Để mà nói thật, tiềm năng trong anh đã làm tim tôi loạn nhịp ngay từ cái lúc anh bước vào. Nó gọi là bản năng tự nhiên của giang hồ. Để xem mọi chuyện tới đâu. Đến đây nào, Majima. Majima! Đẻ hay đấy. Ông này bị cái gì thế nhỉ? Sẽ
Ai mà biết được trong gia đình Kayama lại toàn chăn nuôi quái vật như này chứ? Kashiwagi-san. Ê, anh căng giờ chuẩn đấy. Nishikiyama đang ở đâu? Nếu mà còn cố môi xin mím chặt thì tôi sẽ xúc cái mắt trái của ông bạn này đấy, để hắn có cơ hội tham gia vào câu lạc bộ với tôi. Đừng bắt tôi phải làm chuyện cờ đó. Sera, thầy thử ở đó. Có một quán rượu gọi là Sera ở phố Tenkaichi. Nishikiyama là khách hàng thân thuộc ở đó. Được rồi, nếu mà hắn không có ở đó, tôi sẽ còn quay lại. Nishikiyama chắc hẳn đang ở Sera trên phố Tenkaichi. Sera, đây là nơi mà Nishikiyama rất ưa thích được uống rượu ở đây. Nếu anh ta không có ở đây, mình sẽ đến chỗ văn phòng để làm rõ một lần nữa. Mình cần phải có đầu mối dẫn đến cái gã Kiryu này. Được rồi, tới thôi. Kính chào quý khách. Cô có chỗ đẹp nhỉ. Cảm ơn anh đã khen ạ. À, hẹn gặp cô sau. Nói đi, má mì, tôi nghe nói có cái gã tên Nishikiyama hay thường loanh quanh đây uống rượu phải không? Có thể nói là anh ta đến đây thường xuyên đấy. À thì, đúng vậy. Anh là ai? Tên Majima, và anh là... Nếu mà tôi nói rằng tôi là cái người mà anh đang tìm kiếm thì sao? Tôi sẽ nói rằng anh không phải là người tôi thực sự đang tìm kiếm. Tôi cần tìm một cô gái có tên là Makoto Makimura. Cô ấy đang ở bên cạnh một gã thuộc công ty bất động sản Tachibana. Tên hắn là Kiryu. Thứ tôi muốn là có người nào đó dẫn tôi tới chỗ của tên đó. Anh bảo anh là Majima, phải không? Phải. Trước khi tôi có tiếng nói, tôi có nhớ đã nghe qua về một người có cái tên là Majima thuộc gia đình Shimano. Tôi nghe rằng anh ta đã phá hỏng sự tôn nghiêm của gia đình. Vì vậy họ móc một con mắt của anh ta ra và xóa sổ anh ta khỏi gia đình.
Vậy có nghĩa là anh đã quay trở lại gia tộc Tojo rồi hả? Majima-san. Chưa hẳn. Vậy tại sao anh lại theo đuổi Makoto Makimura thế? Nếu tôi nói đó chỉ là tôi muốn bảo vệ cô ấy, thì anh có tin tôi không? Cái gì? Người anh em của anh đâu? Hắn đang giấu Makoto Makimura ở đâu? Nishiyama-kun, anh không thể hạ tôi, nhóc. Đừng làm tôi buồn cười. Anh thì biết cái gì về tôi hả? Những gì tôi vừa làm không nói lên điều gì à? Vì đó là lý do tại sao anh không có cửa nào đâu. Anh sẽ được học thêm điều gì đó khác nữa về tôi. Tôi không cần biết anh nhận thức tôi ra sao. Nhưng tôi sẽ chết trước khi tôi bán rẻ người anh em xương máu của mình. Tôi hiểu. Đó là cách mọi chuyện phải xảy ra nhỉ? Câu chuyện đó nói rằng anh khá cứng cỏi. Cũng giống nhau cả thôi. Tôi sẽ không dùng biết đâu. Lena lùi lại. Vung quả đẹp đấy. Chết tiệt. Ê, thế là đủ rồi. Nếu anh thấy đủ việc vung tay vung chân rồi thì bắt đầu nói đi. Nishikiyama tên Kiryu đó đang ở đâu? Khoan đã, anh đang tìm Makoto Makimura đúng không? Makimura Makoto desho. Dừng lại, Reina. Cô ấy đi rồi, biến mất. Kiryu cũng không biết cô ấy đang ở đâu nữa. Khoan đã, cái gì? Chuyện quái gì đã xảy ra? Nishiyama-kun cũng đang đi tìm cô ấy đây. Anh ta đến đây là để nghe ngóng xem có tin tức gì của cô ấy không thôi. Đó là sự thật à? Nó xảy ra được khoảng 3 tiếng trước rồi. Ngay sau khi anh trai của cô ấy bị chết. Cô ấy khoan đã, chuyện này sao lại có cả anh trai của Makoto Makimura? Anh không biết à? Tetsuta Chibana, chủ tịch của công ty bất động sản Tachibana, là anh trai cả của Makoto. Anh đang nói thật đấy à? Họ là bọn trẻ người Nhật được nuôi nấng trong trại mồ côi thời chiến tranh tại Trung Quốc. Họ đã không gặp nhau kể từ khi họ tách ra sau khoảng 10 năm trước đây. Tachibana trốn trên tàu để đến Nhật Bản một mình. Cho tới khi anh ta nghe được tin cô em gái qua đây, anh ta đã bắt đầu đi tìm kiếm cô ấy. Makoto Makimura cũng đã tìm anh ta trong khoảng thời gian đó. Đấy là lý do mà cô ấy đến Sotenbori này, là bởi vì cô ấy nghĩ sẽ tìm được anh trai ở đây. Nhưng anh trai cô ấy đã bị bọn mang rợ xẻ thịt. Cô ấy hoàn toàn tuyệt vọng. Kiryu và tôi không biết phải làm điều gì cho cô ấy nữa. Anh còn nói được gì trong trường hợp như thế chứ?
khi chúng tôi quay đi một giây và cô ấy đã biến mất, nhưng cô ấy bị mù mà, cô ấy có thể đi được đâu chứ? Lần cuối anh thấy cô ta ở đâu? Công viên phía tây, chỗ ở của những người vô gia cư. Chúng tôi mang cô ta tới đó và sau đó cô ấy biến mất. Thì sao? Cô ấy đang đi bộ bên ngoài đường bây giờ à? Anh có hiểu rằng cô gái đó đang bị săn bởi hàng triệu thằng giang hồ ngay bây giờ không? Anh nói với tôi là anh đi tìm cô ta để bảo vệ mà. Đấy có phải là sự thật không? Phải. Vậy anh phải giúp chúng tôi tìm ra cô ấy đi. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, chúng tôi mà có thăng lên trời, thì ta Shibana sẽ đập tôi và Kiryu lòi trong ra mất. Chết tiệt. Cô ta ở đâu đó trong thành phố này. Nếu mình không tìm cô ấy sớm, cô ấy sẽ lại bị bắt đi mất. Khoan đã, có phải mình đang ở cái chỗ mà mình đang nghĩ tới không nhỉ? Mảnh đất trống đó là miếng thịt được kẹp giữa hai chiếc bánh gối là phố Shichifuku và đại lộ Taihei. Nó hẳn đang ở trước mặt mình. Đây chính là mảnh đất trống sao? Cô là Makoto, phải không? Cô đang làm gì ở trên này đấy? Makoto, tôi cũng nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau. Khoan đã, cô nhìn được rồi à?